Sau thời gian im hơi lặng tiếng trong âm nhạc, mới đây Rose Blackpink đã chính thức tái xuất làm nức lòng fan hâm mộ. Tuy nhiên sau đó, netizen bất ngờ thể hiện sự bức xúc với lần trở lại này của bông hồng nước Úc. Đúng 4 giờ chiều ngày 4 tháng 4 giờ Việt Nam, ca khúc chủ đề của show Sống Còn, Island, mùa 2 mang tên Final Love Song đã chính thức lên sóng, làm mạng xã hội lập tức bùng nổ. Đây cũng là màn comeback solo của Rose sau 3 năm kể từ album solo A phát hành vào tháng 3 năm 2021. Không ngoài dự đoán của các fan trước đó, Final Love Song có sự góp mặt của Rose nhưng cô nàng lại không xuất hiện trên sân khấu. Trái lại, đây là tiết mục trình diễn của 24 thí sinh thuộc Island mùa 2. Dù không xuất hiện trên sân khấu nhưng main vocal Rose khiến cho người nghe phải sờn da gà từng nhịp vì chất giọng cao vút, không ít fan còn thừa nhận bồi hồi xúc động vì được nghe giọng hát của thần tượng trong một ca khúc mới toanh sau khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, ngay khi tung video, cộng đồng mạng không giấu được sự bức xúc khi chỉ trích Teddy cùng Island mùa 2 đã lợi dụng tên tuổi của Rose để quảng bá cho chương trình. Cụ thể, phía Island đã đưa ra thông báo để cho Final Love Song với sự góp mặt của Rose, khán giả chỉ có thể nghe duy nhất tại video trình diễn, đồng nghĩa với việc Final Love Song có giọng hát của Rose chỉ được đăng tải clip trình diễn trên YouTube và không phát hành bản nhạc số. Như vậy, chủ nhân của bài hát cũng chính là những thí sinh sẽ ra mắt sau khi chiến thắng Island 2. Trước đó, cộng đồng fan của Blackpink cũng phát hiện Rose từng hát demo Just Dance, bài hát chủ đề cho chương trình Sống Còn, Midnight do YG sản xuất. Chính vì vậy, sự việc lần này càng khiến người hâm mộ của Rose thêm phần nóng mắt vì cho rằng Teddy đang lợi dụng cô nàng để tạo sự chú ý cho chương trình. Thời gian qua, kể từ khi chính thức rời YG, Jennie, Lisa và Jisoo đều đã công bố công ty riêng nơi sẽ phát triển bản thân dưới tư cách nghệ sĩ đa lĩnh vực, sắp tới sẽ là Rose. Kể từ khi rời YG, bốn cô gái nổ job, hoạt động cực kỳ năng nổ và còn tự mình chuẩn bị sản phẩm solo, quay phim mới. Trong một lần xuất hiện tại sân bay, Rose đã được fan hỏi về việc thành lập công ty. Nói về điều này, cô nàng cho biết hãy chờ thông báo của công ty mình. Bên cạnh đó, đi cùng Rose tại sân bay và sang Pháp lần này chính là quản lý của cô tại YG. Trước đó, người này đã từng khiến cư dân mạng đồn đoán đã rời YG với một động thái trên trang cá nhân. Điều này đặt ra nghi vấn, rất có thể sau khi không tái ký hợp đồng cá nhân với YG, Rose vẫn tiếp tục làm việc với người quản lý cũ tại công ty mới, giống như trường hợp của Jennie và Lisa. Trước đó, trong đoạn chat cùng 3,6 triệu fan, Rose đã hé lộ ca khúc solo dài 20 giây đầy bất ngờ mang tên Vampire Holy. Dù chỉ là đoạn giai điệu ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng chất giọng không lẫn với ai của nàng bông hồng nước Úc, cô nàng còn chia sẻ, tôi sẽ chăm chỉ hơn nữa để trở lại với phong độ tốt hơn trong năm nay. Cùng với đó, loạt hình do chính cô nàng đăng tải hay cả những bức hình rò rỉ trên mạng xã hội cũng là dấu hiệu cho thấy Rose đang tất bật chuẩn bị cho album solo và chắc chắn sẽ có màn trở lại đặc biệt trong 2024. Sau 7 năm bị gò ép bởi công ty chủ quản, đây cũng chính là thời điểm mà người hâm mộ Blackpink được nhìn thấy thần tượng hoạt động năng suất với loạt dự án cá nhân mà không phải lo bất kỳ sự ràng buộc nào xảy ra.